Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ có một số câu hỏi ôn tập trắc nghiệm đề về học phần tư tưởng Hồ Chí Minh, chương 2 cơ sở quá trình hình thành và phát triển ha. Hôm nay mình sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm để cho các bạn ôn tập thi cuối kỳ. Thì hôm nay mình sẽ làm phần 1, chắc khoảng từ 20 câu đầu ha. Đây là ngân hàng, câu hỏi trắc nghiệm của Hu Phi, môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 1. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì ha? Truyền thống quý báu nhất thì đó là chủ nghĩa yêu nước ạ. Câu 2. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào năm nào ha? Thì là năm 1925. Tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cái hội này tập hợp những thanh niên của Việt Nam yêu nước sang đó để hội chủ tịch giảng dạy về mở lớp huấn luyện chính trị ha. Câu 3. Tìm một đáp án sai trong câu sau đây. Trong 10 năm đầu, từ năm 1911 đến năm 1920 của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trong 10 năm đầu nha các bạn. Mười năm đầu thì người đã làm gì? Mười năm đầu thì người đã đến Moscow dự hội nghị quốc tế nông dân ha. Sau đây là tìm một điểm nhầm lẫn trong các đoạn viết dưới đây. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là ha, thì Nho giáo thì sẽ tiếp thu phương Đông á, thì người đã tiếp thu của Nho giáo, Phật giáo và tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn thôi. Còn kế thừa và phát huy đức hy sinh của Hồi giáo là không có ha. Tìm một điểm tiếp tục là điểm nhầm lẫn. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Phương Đông mà tại sao có thời kỳ phục hưng được đúng không ạ? Hưng là của phương Tây này. Ở phương Đông thì tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu được Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo và học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn nha các bạn. Câu 6. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây. Tiếp tục là phương Đông. Những mặt tích cực của Nho giáo, tư tưởng vị tha của Phật giáo, tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn. Thì ba câu này nãy giờ nó đều đúng ha. Thì câu sai của chúng ta là tư tưởng của một Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi là sai nha các bạn. Người không tiếp nhận cái tư tưởng này của Khổng Tử. Câu 7. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào? Thì Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết nha các bạn. Khi người trên đường vào Nam để tại vì hồi đó muốn đi sang nước ngoài là chúng ta chỉ có một cách là chỉ là vào Sài Gòn thôi ha. Sài Gòn miền Nam là người ta gọi là xứ thuộc Pháp rồi. Thuộc Pháp thì nó giống như là một phần của nước Pháp vậy đó. Cho nên là lúc đó thì người đi rất là dễ ha. Thì ở trường Dục Thanh ở Phan Thiết thì mình sẽ ghi năm cho các bạn năm 1910 ha. Năm 1910 thì người Bác Hồ của mình là thầy giáo ở trường Dục Thanh Phan Thiết.
Câu 8. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản đầu tiên vào năm 1925 ha. Còn Đường cách mệnh á, xuất bản đầu tiên vào năm 27. Chọn đáp án trả lời đúng, thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh được đảng ta bắt đầu sử dụng vào bao giờ ha? Là từ năm 1991. Từ năm 1991 trong... Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào? Trả lời đúng nha các bạn. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam là đúng. Có tấm lòng yêu nước nè. Tấm lòng yêu nước, ý chí kiến đấu tranh bất khuất, tinh hoa nhân hóa nhân loại, trong đó có chủ nghĩa Mác Lênin, những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh. Ba đáp án này đều đúng ha. Chọn đáp án đúng nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo. Vận, các bạn nhớ vận dụng và phát triển. Nhưng mà phải sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta ha. Vận dụng sáng tạo mà phải cụ thể vào điều kiện của nước ta. Câu 13. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi Hồ Chí Minh rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào năm nào? Là năm 1911 ha. Cái này bạn nào không biết thì thôi luôn. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 nha các bạn. Thì bác đã lên tàu đô đốc La Touche Tervérin và rời cái bến cảng nhà Rồng để ra đi tìm đường cứu nước. Câu 14. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Từ năm 1920 đến năm 1945, Hồ Chí Minh bị bắt và tạm giam và bắt và giam giữ mấy lần? Thì đó là hai lần ha. Một lần thì mình nhớ ở Hồng Kông, còn một lần kia thì mình không biết. Câu 15. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản ghi chúc lịch sử vào năm 1965. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi Nguyễn Sinh Cung là người con thứ mấy trong gia đình? Thì bác Hồ của mình, bác của mình là người con thứ ba nha các bạn. Bác có một người chị và một người anh. Chọn đáp án trả lời đúng. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên Pháp tại địa danh là Marseille. Đáp án đúng, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào cuối năm 1917 nha các bạn. Khi mà chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Câu 19. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi. Nguyễn Tất Thành vào Đảng Xã hội Pháp vào năm đầu năm 1919. Chọn đáp án đúng cho câu hỏi. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào? Đó là nhằm ngày 2 tháng 9 năm 1969 ha. Thì đến đây là 20 câu đầu về chương 1. Những câu hỏi về Bác Hồ và cũng như là cái cơ sở của quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ha. Thì những câu còn lại mình sẽ làm trong video kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần ôn tập trắc nghiệm kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.